Alo, em đi thẳng vào vấn đề luôn nha. Em quay trực tiếp cái màn hình này nè để phân tích cái kỹ thuật với lại hướng dẫn cho anh chị cái cách cài đặt á, cách cài đặt cái các cái chỉ báo kỹ thuật cơ bản á. Anh chị chờ em chút xíu, em đang thử chương trình nhá, được thì ngon luôn. Hiện tại thì anh chị có nhìn thấy cái video của em không ạ? Buổi sáng nay em rảnh em đang thử. Thấy rồi, ngon rồi. Ngon rồi đúng không ạ? Có nghe thấy âm thanh không ạ? Có nghe thấy em nói không ạ? Rồi, ok. Rồi ok. Anh chị ủng hộ em nhá. Một cái chia sẻ với bình luận á thì chút xíu em gửi file luôn. Ai chia sẻ bình luận thì em gửi cái file 70 cổ phiếu tốt luôn. Ai chia sẻ cái bài của em á, chút xíu những người nào chia sẻ hôm nay em sẽ lấy khoảng tầm 100 cái chia sẻ đi. Em gửi cái file cho người nào mà chia sẻ cái link này cho em á thì em gửi email luôn. Hôm qua thì cập nhật chưa đủ nhưng mà tối nay em cập nhật đủ, em sẽ gửi email. Em gửi email cái file file mà em đang cập nhật các cái dữ liệu của 70 cổ phiếu tốt đó. Còn bây giờ thì em làm hướng dẫn cho anh chị luôn nhá. Hôm nay em làm phân tích kỹ thuật thôi, bây giờ em quay cái màn hình luôn này, đang quay này, anh chị có nhìn thấy không? Nhìn thấy thì like em đi ạ. À. Hôm nay anh ngồi cà phê nên nó hơi rảnh, anh đòi anh còn Linh ơi, cà phê một mình nên là thử làm thế này. Bây giờ em hướng dẫn phân tích kỹ thuật cũng hay lắm đấy, đừng có khinh thường. Âm thanh có vẻ tốt, âm thanh có vẻ tốt, em cũng nghe được đấy. Dạ thế nhá, bây giờ nhá, bây giờ nếu mà ai mà chia sẻ cái link này cho em á, à, với lại bình luận ở dưới á, thì chút buổi tối nay khoảng 9 giờ á, em gửi cái file cho mấy người đấy trước. Chia sẻ trên các nhóm, các cái diễn đàn á để em khỏi bất công, bởi vì em đang quay màn hình nên là em không có chia sẻ được. Chia sẻ nhóm hoặc là trên các câu lạc bộ á, đồng ý không ạ? À? Bởi vì nếu mà bây giờ em kích sang bên Facebook á, thì nó sẽ không còn cái màn hình của phân tích kỹ thuật nữa. Thì bây giờ nha, bây giờ xét nha, có hai cái trang phân tích kỹ thuật mà ta hay dùng á, đi vào vấn đề luôn này. Ok, bây giờ có hai 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 cái trang phân tích kỹ thuật mà hai ba trang anh chị dùng trang nào cũng được. Trang thứ nhất là trên màn hình đang hiển thị như này, nó là fan.vn á, nó là kiến lửa, cái này thì phải đăng nhập. Em tắt đi, em làm lại từ đầu nhá. Đây này thì vào 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 đợi là đây, nó là như thế này này, firent.vn, enter cái. Ok, anh chị vẫn đang nhìn thấy đấy à. Rồi sau đó anh chị kích vào đây. Yeah, đây thì của em á là đăng nhập sẵn rồi, anh chị cứ đăng nhập Google thì tự động nó sẽ vào à. Hoặc là anh chị nào rảnh thì ngồi đăng ký, nhưng mà cứ đăng nhập cái Gmail á thì nó sẽ tự động nó vào. Sau đó anh chào chị vào phân tích kỹ thuật thế này thì nó sẽ ra cái trang phân tích kỹ thuật, cái này em đăng nhập sẵn nên nó vào luôn. Đây là trang thứ nhất. Đây, cái màn hình nền của nó là như thế này. Ok, anh chị chắc là xem được chứ à? Vẫn nhìn thấy đấy chứ à? Rồi, một trang thứ hai nè. Cái trang thứ hai là trang cổ phiếu 68. Cổ phiếu 68.vn. Ok. Đây là trang thứ hai nè. Trang này thì anh chị vào cái trang chủ xong, ấn vào đây.
thì nó ra phân tích kỹ thuật đây. Rồi ok, trang thứ hai. Trang thứ ba là cái trang của chứng khoán MBS thì nó cũng ra luôn. Đây này anh chị click vào. Đây. À, chờ em chút xíu. Đây 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 đây. À, bay lại đi, bay lại đi. Đây, ấn vào cái bảng giá này. Ấn vào cái bảng giá, ấn vào cái phân tích này nè. Đấy. Tắt cái này đi. Rồi đây đây. Đây là cái bảng phân tích kỹ thuật của trang thứ ba, ba trang nhá. Ok không ạ? À? Vẫn nhìn thấy cả đấy chưa? Đó là trang thứ ba. Bây giờ em hướng dẫn trên cái trang đầu tiên nhá, hay là trang cổ phiếu 8 đi, cổ phiếu 8 này. Thì anh chị vô anh chị xét này. Cái hướng dẫn này anh chị sẽ nhìn thấy rõ hơn này, anh chị xét này. Vào cái biểu đồ anh chị bỏ cái, anh chị có thể xài cái này vào biểu đồ này. Xài hai cái là SMA hoặc EMA. Em hay xài EMA, em quen xài EMA. Thì anh chị ấn vào đây là 5 ngày này, 20 ngày này, 50 ngày này, 100 ngày này. Ok rồi, kích vào đây. Sau đó đấy vẽ biểu đồ. Đây nó ra cái biểu đồ VN Index đây. Phải không ạ? À? Ok, đây biểu đồ VN Index này. Thì anh chị nhìn nhá, giống như cái một cái video số 17 mà em hướng dẫn á, trong cái YouTube á, cái link YouTube anh chị nào có cái link YouTube thì đăng dưới cho mọi người xem 22 cái video. À để em đăng luôn. Em đăng luôn, chờ em tí. À, chỉ có từ trực tiếp chứng khoán. Trực tiếp chứng khoán. Tìm theo video là nó ra cái mặt em đây này. Đó. Đúng chưa? Thì đây là cái kênh của em này. Đây là cái kênh này. Ok. Kênh video này thì đây chị vào cái video này đi. Đây rồi vào cái kênh tự doanh chứng khoán này này, nó sẽ ra hết tất cả những video xem lại á. Thì cái video thứ 17 á là em hướng dẫn về cái EMA, bây giờ em hướng dẫn lại, nhưng mà anh chị xem lại cái này nhá. Em đăng cái link này phía dưới đi. Chờ em chút xíu nha. Đăng phía dưới đi. Chia sẻ cái link cho em nhá. Đây đây. Ta đang làm ở trên cái này đúng không? Đây này. Cái link YouTube đây này, anh chị nào chưa biết này. Chắc là cũng biết hết rồi. Đó, YouTube đó. Em quay lại chứ. Thì xem trong đó là nó sẽ ra đây. Ta quay lại cái trang fan này hay là trang cổ phiếu 8 này. Thì ở đây là EMA này. Cái đường mấy cái đường này này, đường đỏ này, đường xanh xanh dương này, đường đỏ này, đường hồng này là 5 ngày này. 20 ngày này, 50 ngày này, 100 ngày này. Thì nhìn thấy không? Anh chị nhìn thấy không? Cái chu kỳ đi lên này. Chu kỳ đi lên này. Đó, thì chu kỳ đi lên là cái nó sắp xếp theo cái quy luật chuẩn của nó là đường giá trên cùng. Đường 5 ngày thứ hai, đường 20 ngày thứ ba. 50 ngày, 100 ngày. EMA là trung bình mũ anh chị. Thì đây nhìn những cái cổ phiếu nào mà đây này, ví dụ như nhìn VN này. Tại sao lại khẳng định là VN là sẽ có một cái xu hướng đi lên tốt, bởi vì sau khi mà nó có một cái chu kỳ đi lên thì nó đến cái ngày mùng 7 tháng 10 á là bắt đầu nó có một cái chu kỳ giảm. Có cái việc này em phân tích rồi. Sau đấy á, nó chập lại, các cái đường chỉ báo nó chập lại thành một cái mớ bùng bùng là giá này, đường 5 ngày này, 20 ngày, 50 ngày, 100 ngày nó chập lại. Và nó đang có dấu hiệu mở ra đây, là nên em mới khẳng định là đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Bắt đầu rồi, đây là chỉ là bắt đầu gọi là tạo nguồn cho năm 2017 thôi. Tháng gần Tết và tháng sau Tết là hai cái tháng tạo nguồn bắt đầu á cho một cái chu kỳ gọi là cái thời kỳ hoàng kim mới của thị trường chứng khoán á. Chúc mừng cả nhà vì cái món này, em nghĩ là năm 2017 là chúng ta làm ăn ngon. Đó. Đúng không ạ? À? Đúng không ạ? À? Nhìn cái chỉ báo này ngon đúng không ạ? À? Đây này, em thì em dùng thêm MACD này, anh chị xét vào đây nhá, vào đây này. MACD này. Ấn vào đây. Ấn đây, sau đấy vẽ biểu đồ thì nó ra cái MACD dưới á. Đây là MACD này. Đó. Anh chị mở nhỏ nó lại nhá, khoảng tầm 9 tháng thôi. Thấy không? Thấy rõ hơn không ạ? À? Em kéo từ từ ra đây này, MA này. Bắt đầu á.
nó tạo cái đáy ở ngay đây này, ngày mùng 7 tháng 12 á, 72, 16 á, là cái đáy này đi lên một nhịp này, đi lên một nhịp này, nhưng nó chỉ là nhịp hồi thôi, bởi vì nhìn các cái chỉ báo thì theo SMA á, à, theo EMA á, anh chị thấy không, nó tạo ra một cái đeo fix này này ở chỗ này này. Sau đấy á, đây chỉ là nhịp hồi này thì không có chắc, không chắc chắn lắm. Sau đấy nó test lại thì các đường chỉ báo nó chập lại ở đây này, nó chập lại ở vùng 27, 28, 29, 30 là tháng 12 á. Sau đấy bắt đầu nó đang mở ra này, nó mở ra thì nó chỉ là mới bắt đầu thôi, nó sẽ chỉnh lại chút, nhưng em nghĩ là nó sẽ chỉnh lại cái đường chạm cái đường 20 á, chạm cái đường màu đây này, chạm may á, tức là nếu mà nó mà chỉnh được về đó thì điểm mua đó là tốt nhất, chỗ EMA 20 á đây này đó. Còn nhìn vào nhờ màu MACD anh chị thấy không, nó giảm xuống này, giảm xuống cái vùng âm.43 này, anh chị nhìn thấy không, lịch sử này, lịch sử là ở từ đây này, nó cũng chỉ có âm.31 thôi, nhưng cái đợt giảm này nó giảm mạnh chứ không phải không, giảm xuống âm.51 luôn này, anh chị thấy không, nhìn thấy âm.51 không, là cái đường màu xanh lá này này, bắt đầu nó cắt lên này, cắt lên thấy không, cắt lên sau đấy nó chỉnh lại này, nó chập lại này, chập lại là cái đoạn mà nó test á, nó kiểm tra xem mà có phải xuống đi lên không á. Và bây giờ đây là cái điểm mua, báo cái điểm màu xanh cái này, nó báo điểm mua này, trên cổ phiếu 8 nó có báo điểm mua này, bắt đầu là nó bùng lên này, điểm mua là ngày 4/1 á, bắt đầu nó bùng này, thấy không, đấy chỉ mới bắt đầu thôi. Còn cái xu hướng đỉnh nhá, nếu mà đỉnh mà đi gọi là dài hạn á, trên following nhá, tức là giao dịch đi sau xu hướng á, thì chỗ này mới là điểm mua tốt. Sau đấy giữ khi nào mà cái đường MACD nó lên tới đây này, có một những cái đỉnh cao nó lên tới 12 này, dương 12 này, thì MACD thì chỉ chút xíu này em đưa sang cái này nó sẽ dễ nhìn hơn. Đây VN này đấy, đây thì cái này cũng căn chỉnh, hôm nay em chỉ hướng dẫn anh chị căn chỉnh đây, thấy không, nó dễ nhìn thấy không, nó lên này, nó chập lại này, nó chập lại ngay cái chỗ là nó test này, sau đấy nó mới mở ra này, thì trên following nó là phải là mua cái vị trí này này, mua ở đây này rồi sẽ chờ. Thì thường khi nó suy giảm á thì thấp nhất của nó đây này, âm.3 này, thấy không, cái điểm cân bằng của MACD á, trong cái xu hướng mà thị trường mà đi ngang hình trình á, thì không là điểm cân bằng, dương là cái thị trường mạnh, âm là thị trường yếu, thì đây cái đợt thị trường mạnh đây nó dương này, sau đấy mỗi lần suy giảm là nó xuống, nhưng nó cũng chỉ xuống đến âm 2 thôi, thấp nhất là âm 2 thôi, nhưng cái đợt suy giảm vừa rồi nó xuống đến âm 5 này, nhìn sang bên cái trục bên tay phải á, thấy không, âm 5 này, nó lên này. Thì anh chị nếu mà đầu tư dài hạn thì cứ giữ cho khi nào mà MA nó lên nó tầm 9 á, dương 9 á thì bán, còn nếu không thì cứ giữ, nó sẽ cứ đi lên đi xuống nhập nhằng theo hình sin, biểu đồ hình sin, nhưng mà nó đi lên nhìn cái này thì nó sẽ dễ hơn, bởi vì cái này có thể vẽ được các đường chỉ báo này kia, còn cổ phiếu 8 thì anh chị chỉ nhìn thôi, vẽ không được, vẽ khó vẽ lắm. Nhưng mà trong chỉ báo 8 thì nó có MA với SMA, em xài hay xài nhiều, được chưa anh chị. Cái volume này anh chị bỏ đi cho trên dễ dễ nhìn này, volume thì lúc khác em chỉ cho cái đường khác nó dễ hơn đây này, dễ nhìn hơn không, chỉ có EMA và MACD này, EMA này, anh chị muốn xét cái SMA á, tức là cái trung bình cộng không á, thì đây bỏ cái EMA đi, xét cái SMA này, tích cộng SMA này sẽ có là 5 ngày này, 20 ngày này, 50 ngày này, 100 ngày này, và chỉnh cái màu đi, xanh dương này, màu đỏ này, màu tím này, được chưa, ấn vẽ là nó sẽ ra cái đường SMA thì nó nhanh hơn là EMA, nó sẽ nhanh hơn EMA, đây nó cũng gần giống nhưng mà nó là chỉ báo nhanh hơn, nên nhìn nó sẽ lên xuống chập trùng hơn, có những lần đây này anh chị thấy không, xu hướng đi lên này thì nó cái khi mà đi lên mạnh nó vẫn sắp xếp theo cái đúng cái quy luật đó, nhưng nó nhanh hơn khi mà nó điều chỉnh á, thì những cái đợt điều chỉnh lần đầu á nó chỉ là cái đường 5 nó chạm lại hoặc là cắt một chút xíu cái đường 20 thôi, nó lên tiếp, còn đợt nào mà suy yếu quá thì nó sẽ cắt xuống đường 50 luôn, đường xanh này cắt xuống này, thì những vị trí đó là những vị trí mà trong cái xu hướng đi lên dài hạn anh chị có thể ta gia tăng thì trọng, đây là gia tăng trọng. Còn cái đợt này là cái đợt suy giảm mạnh, nhìn cả về kết hợp MACD này, nó suy giảm mạnh về âm 0.5 này, và cái đường xanh nó cắt thẳng xuống đường, tức là nó định tính là đi suy giảm giống mọi năm luôn, tức là suy giảm mạnh luôn, là đây đường màu xanh 5 ngày, đường giá nó nằm dưới cùng này, đường màu xanh này nó cắt xuống cả đường 100 ngày luôn,
100 ngày luôn. Nên là đợt này là cái đợt mà nhiều khi cái rủi ro ở đây tăng cao này, nên là mua ở đây là điều rất khó. Nhưng khi mà nó đường xanh nó quay lại, bắt đầu nó test lại này, đường xanh với lại đường giá nó quay lại, nó test lại này, bắt đầu nó chụm lại một đống này, bắt đầu nó tách ra. Bây giờ bắt đầu mới chu kỳ bắt đầu là nó sẽ tách ra. Thì anh chị cứ nhìn theo cái này này, các cổ phiếu cũng thế. Đây là VN Index, còn cổ phiếu nó cũng như vậy. Nếu mà nhìn thấy mà view nó tích lũy lâu ngày mà nó chụm hết các đường lại, sau đấy nó tách ra, cổ phiếu đó không ăn đậm mới lạ. Rồi kết hợp với MA nữa thì những cái chỉ báo này rất là giản đơn thôi, rất giản đơn, cực kỳ là giản đơn. Và hai nữa là anh chị phải hiểu được là chỉ báo kỹ thuật đó, nó chỉ là đường chỉ báo về xu hướng thôi. Indicator á là nó là đường chỉ báo, nó giống như là cái chỉ báo chỉ đường của đi xe trên đường á, nhưng mà đến được đích hay không, nhìn thấy cái chỉ báo nhưng mà đến được cái đích hay không, sau này trong quá trình giao dịch của từng cổ phiếu á, nó phụ thuộc vào từng cổ phiếu, phụ thuộc vào cái cơ bản của cổ phiếu đó, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nữa. Giống như là đi trên đường mà cái hướng đi đến Hà Nội là cái hướng đường quốc lộ 1A cứ thẳng đi ra, nhưng trong quá trình đi thì có thể là gặp em lấy ví dụ nha, ví dụ như gặp mưa này, gặp bão này, hay là gặp đá chặn đường, hay là gặp cướp chẳng hạn, thì cái phân tích kỹ thuật nó cũng vậy, nó chỉ là cái đường chỉ báo cho anh chị nhìn thấy cái xu hướng thôi. Còn nó đi được đến đích hay không, đến cái mục tiêu kỳ vọng về giá hay không, hay là nó có phù hợp hay không, thì rất ít người làm phân tích kỹ thuật mà lại chịu nghiên cứu về cơ bản. Cái này là cái sai lầm lớn nhất mà em thấy, là nói chung sai lầm thì cũng không phải, nhưng mà nói là em thấy không phù hợp lý lắm. Bởi vì thường thì em thấy là người mà phân tích cơ bản thì không bao giờ nhìn đến kỹ thuật, mà người mà thuần về kỹ thuật thì lại không bao giờ cần đến cái vấn đề cơ bản. Nhưng mà em thì em lại nghĩ khác, dòng tiền kỹ thuật và cơ bản, nếu mà người nào giỏi á, sẽ là chính là cái chất keo để kết dính lại. Giả sử một lần cổ phiếu đi lên thì mình phải hiểu được cơ bản cái nguyên nhân nền tảng của việc lên nó là nhờ cái gì, lên là nhờ cái gì, và cái đợt xuống đó là nó xuống vì cái gì. Thì khi có mình biết được cái bản chất của cái sự việc, cái giai đoạn đó nó lên vì cái gì, xuống vì cái gì, biết rõ được vấn đề thì mình sẽ nhìn theo các cái chỉ báo và mình dự báo nó đúng hơn, và có những cái kế hoạch để phản ứng với cái tình hình nó hợp lý hơn. Ok, em quay lại cái vấn đề kỹ thuật tiếp. Thì em sẽ hướng dẫn anh chị xét ở trên cái file cái lửa này. Thì đầu tiên thì nó không có cái MACD này đâu, nó chỉ có như thế này và cũng không có Ichimoku đâu, nó không có Ichimoku. Anh chị bỏ cái đi, nó hiện lên là nó như này, anh chị cứ đăng nhập vào là hiện lên được như này giống như em đi. Rồi quay lại cái tí nữa, quay lại cái đầu video á, hay lên thế này thì anh chị xét giùm em này. Hakenashi ấn ở đây này, hình dạng biểu đồ này nó có Hakenashi này. Cái này em hướng dẫn là vui lòng là nhiều anh chị em biết rồi, nhưng mà chịu có nghe trước vì nhiều người không biết á, là đây là nến Hakenashi á. Thì khi mà đánh theo xu hướng, anh chị nhìn thấy không, mỗi lần này em nói thị trường nha, mỗi lần đi lên này không, thì cứ nến xanh là anh chị giữ, chuyển sang nến đỏ, hai nến đỏ anh chị bán, chốt lời là ngon. Đây nhìn ra Hakenashi cũng chuẩn luôn, đây là mỗi chu kỳ này, đây, hai nến đỏ anh chị có thể chốt lời đây cũng không tiếc, chốt lời thì không bao giờ sai hết á. Và nếu như mà nó quay lại nến xanh thì anh chị có thể mua lại ngay, không phải vấn đề. Đây mỗi lần xuống đi lên thế này này, nó đi được nhiều cây xanh luôn, cổ phiếu cũng nhìn theo cái này cũng được, và nhìn kết hợp với lại khối lượng ở dưới, cái này nó hiển thị ngay khối lượng ở dưới này, anh chị có nhìn thấy không ạ? Đó đây anh chị nhìn nhá, đó thì như thế thì anh chị thấy là cái Hakenashi này, cái nến này này, nến thường thì mình xem là nến trắng đen, nhưng Hakenashi á là nếu xu hướng mạnh đi lên nó chỉ thể hiện xanh không, mà nếu xu hướng đi xuống nó chỉ hiện đỏ không. Nhìn cái Hakenashi này chuẩn luôn, thị trường tại sao nó làm nó mạnh, nó đang bắt đầu. Đây này, nhìn khối lượng này anh chị thấy không, đây này vùng đáy thì đương nhiên là khối lượng em nói, nhưng bây giờ số khối lượng đang thay đổi này, thì khả năng là tạo một cái nến mà như này á thì sẽ các cái đường cái cây nến xanh tiếp theo nó sẽ chậm hơn, tức là thị trường nó sẽ suy yếu để nó điều chỉnh, nó kiểm đếm. Thì mới nhìn Hakenashi thì mình chưa thấy gì, thì chép thêm nữa MACD vào cho em. Đây ấn vào đây này, ấn vào các chỉ số này, ok không ạ? Ấn vào MACD này, đây MACD này, đây nó hiện MACD, MACD của cái này nó rất là rõ luôn. Mỗi lần đi xuống này, cái này chắc là anh chị chịu khó đọc về kiến thức của MACD á, chút xíu em gửi cái link ở dưới á, có cái link về tất cả các cái đường chỉ báo mà giải thích cái chỉ báo nó được tính toán như nào á, em không có tiện nói lại nữa, em hướng dẫn về cái kinh nghiệm này mà xem thôi, tức là ứng dụng thôi. Còn là chỉ báo được tạo ra như thế nào bằng cái việc cộng trừ cái gì á, thì dưới cái link mà trực tiếp này, em sẽ đưa một cái link tất cả các đường chỉ báo cho anh chị luôn.
đồng ý với em à, cho anh chị tự đọc để hiểu được bản chất của nó là từ đâu mà ra. Còn đấy chỉ báo thì nó như thế, ứng dụng dễ lắm, ứng dụng thì nó đơn giản thôi. Đây xanh dương cắt xuống thì thị trường đi xuống, các cái điểm mà ở đây điểm bán này, đây, điểm bán này, cái điểm cắt lên này là điểm mua này là được này, bắt đầu thấy dấu hiệu của nó quay đầu đi lên là có thể mua sớm thì ăn đậm này, còn mua muộn thì vẫn ăn này. Đấy thì MACD đợt này nó như thế, mua sớm thế này thì ăn đậm, nhưng mà mua sớm á, mua sớm cái này nó sẽ rủi ro nếu mà xét thêm cả cái đường EMA hồi nãy em nói này, này thấy không, EMA đây này, bên cổ phiếu 8 này, mua sớm cái này á sợ rằng là nó thay đổi về mặt cái sắp xếp về cái quy luật là giá cuối cùng đường năm và sắp xếp lại quy luật thì nó sẽ có một chu kỳ đi xuống dài hạn á, thì nhìn các năm nó cũng vậy, năm nào nó cũng cứ một nhịp đi lên cho nó nhịp đi xuống này, anh chị nhìn thấy không, một nhịp đi lên một nhịp đi xuống. Em không xem hay xem SMA mà vì nó nhanh quá, chậm thì xem EMA này, vào cái phần biểu đồ này bắt cái SMA đi, bật cái EMA á, nó chậm hơn, nhìn nó dễ hơn đấy, thấy không, thì xem các năm á, thì nó cứ hay đi lên rồi nó lại đi xuống, đi lên rồi đi xuống, năm nào cũng thế, cứ lên đỉnh nó xuống, lên đỉnh nó xuống, năm nay nó cũng tính đi xuống ở ngay cái đoạn mà tháng cuối tháng 11 á, đi xuống mạnh, nó nên là mua ở cái vùng đáy này là điều rất là khó. Quay lại cái biểu đồ của fan á thì ta thấy là mua ở cái vùng này rất là khó này, dễ rủi ro, nhưng mà đi lên một lần sau đi xuống lại. Đây mở MACD ra, thêm cái ichi nữa này, ichinku này, anh chị xét, em dạy anh chị xét thôi, còn đi vào chi tiết từng chỉ báo thì từ từ hướng dẫn những người mới mà, nên là người nào biết rồi thì thôi. Đây xét lại cái ichi cho nó đẹp này, vào đây này, định dạng này, định dạng này, vào cái phong cách này, xét lại cái màu đi, cái QR là màu đỏ đi, bôi đậm nó lên đấy, ok. Còn cái QB á, đây cái QB này xét hẳn cho nó màu tím đi, bôi đậm nó lên, ok. Đấy anh chị thấy không, thì nó sẽ ra mây nằm giữa mây á, Ichimoku là cái nhìn thoáng qua về điểm cân bằng của giá, mây là điểm cân bằng, thị trường mạnh thì thị trường nằm ở trên mây, và thị trường yếu á, những năm trước là thị trường yếu này, yếu nằm ở dưới mây. Đây này anh chị nhìn này, những cái đợt thời kỳ nó yếu á là nó lao đi, nó lao xuống, nó cắt mây rồi nó lao xuống dưới này, thì thị trường yếu nằm ở dưới mây. Những năm về trước nữa thì thị trường chỉ có nằm ở dưới mây là nhiều thôi. Cái này chút xíu này em xem theo biểu đồ tuần đó, biểu đồ tuần đó, nó nào thì anh chị sẽ nhìn thấy hơn cái rõ cái thị trường yếu mày. Thì đây anh chị nhìn nhá, nó định tính đây, nó suy giảm này, nó nằm dưới mây này, cái đoạn này bắt khó lắm, ở này là giá nó nằm ở dưới tenkan này, cái đường đó là đường tenkan, đường đỏ này này, đường đó đường tenkan này, đường xanh dương này này là đường kyujun, còn đây là mây thì có pen b này, pen b là đường màu này này, màu tím này này, còn đường màu đỏ là đường spena. Thì giải thích một vài cái đường nữa để anh chị, bởi vì là cứ từ từng bước một thì ta sẽ làm, thì mua ở cái vùng đáy này này thì khó lắm, nó rủi ro cao bởi vì mình không có gì để mà bấu víu cả, nhưng mà nó lên lại một đợt, nó vượt mây này, sau đấy nó yếu lại này, cái vị trí yếu lại và test này, bắt đầu xu hướng này, đó là những ngày cuối năm á, mấy cái video mà 17, 18 á, em có hướng dẫn, em có nói về cái vụ là cuối năm mà dự báo ngân hàng á, thì đúng là chỉ có ngân hàng là nó quay đầu lại là nó lên mạnh thôi. Đây này, ngân hàng họ Vinamilk, nhưng mà Vinamilk thì không lên mạnh. Ok, em dừng lại, em kiểm tra lại cái Facebook xem như thế nào, coi có được không nha anh chị nha. Thì thấy số lượng người xem ít quá. Chào. Ít người xem quá, chờ em chút xíu, em xem là em đang bị lỗi cái gì, có thể là nó chậm mà như nào đấy, em xem lại nhá. Anh chị chia sẻ đi ạ, chia sẻ bình luận đi, bây giờ người xem nó nhiều hơn. Ok để em tiếp tục ạ. Anh chị có xét cái cơ bản này được chưa? Thì nó có mấy dự báo cơ bản thôi, em hay dùng là ichi này, ma này, với lại rsi này, nếu ai dùng rsi xét đây này, xét vào các cái dự báo này này, tìm cái rsi á, đây là rsi này, đó ấn vào đó rsi nó ra, đó rsi này nó đang mạnh lên này, thì anh chị muốn xem theo tuần nữa thì đây, ấn vào đây này,
ấn vào khoảng thời gian này này, xem theo tuần thì nó sẽ nhìn thấy là mỗi nến này là một tuần, thì thấy không, đây mới bắt đầu một nến rồi, nên là em mới nói là mới cái điểm bắt đầu thôi. Đây nhìn cái như thế này, anh chị thấy là MA bắt đầu nó đang có dấu hiệu quay lên này, rồi đây đang quay lên này, thấy không ạ? Anh chị nhìn thấy không ạ? Đó, cái nhìn đó, cái nhìn thoáng qua về về giá đấy, ok không ạ? Anh chị có muốn nghe em nói nữa không ạ? Em nói chậm lại hơn nhá. Rồi trong cổ phiếu tám cũng thế, cũng có cái cassette như vậy thôi. Đây này, RSI này, ấn vào đây, kích vào đây, RSI này. Anh chị xem vào bảng nào cũng được. Đây RSI này đó. RSI thì của nó là mạnh thị trường mạnh á, khi thị trường mạnh mà tăng dài hạn á, RSI giờ RSI nó xài nó không được. RSI chỉ xài trong thị trường gọi là đi ngang thôi, nó sẽ đi lên đi xuống thôi. Còn khi thị trường mạnh á này, khi nó mạnh á, nó sẽ luôn luôn nằm ở cái khoảng trên 50 á. Đây này, RSI này. Mạnh nhất của thị trường nó lúc mạnh á là nó lên đến 7 mấy luôn á. Đó, nhìn các chỉ báo này anh chị. Ok à, em hôm nay em test cái chương trình này như thế thôi, để em kiểm tra là hôm nay bởi vì em kiểm tra nên là em chỉ test sơ vậy thôi. Nếu mà ok được good thì sẽ dùng cái này để em trực tiếp trong cái nhóm nhỏ để phân tích từng cổ phiếu một. Đây này, em nói lại cái vụ mà hôm bữa họp phát em dự báo á. Đây này, nhìn anh chị nhìn nhá, họp phát nhá, ta không thời gian á, cái video mấy video trước á, nhìn thấy không? Đây họp phát này mới chỉ là bắt đầu thôi. Chị nhìn theo tuần là thấy ổn không? Nến cũng đẹp này, nến đẹp này, mọi thứ đẹp này. Nó còn lên, nói chung là còn lên. Mới chỉ được 3 tuần này thì nó sẽ chậm, nên là trong quá trình hai cái này chi nó vẫn có những cái đoạn chậm này, nó đi chậm lại. Nếu mà nhìn theo cái nến bình thường á, không phải nến hay cái này chi á, nến thường này, thì nó sẽ có nến đỏ, xuất hiện những cái nến đỏ trong cái chu kỳ đi lên. Thì cổ phiếu nào cũng vậy, nó sẽ có những nến đỏ trong khi đi lên, tức là gọi là những cái đoạn suy yếu á, những cái đoạn mà nó suy yếu á. Nhưng nhìn Hòa Phát vẫn lên nữa, nhìn thế tuần ta thấy ổn. Nói chung là cái ổn như thế nào vậy, mai mốt em sẽ bày riêng từng chỉ báo một. Hôm nay em chỉ xét và test cái chương trình quay màn hình thôi, cho xem có ok không thôi. Ok là làm được, ok là chúng ta sẽ tự làm nhóm được, tư vấn trong nhóm nhỏ thì chuẩn hơn. Em hồi nãy em có một cái video phía dưới á, là thành lập một cái nhóm nhỏ tư vấn hàng ngày cho các anh chị. Và như thế thì em cũng không cần là anh chị ở tài khoản ở đâu như nào cả, mà chúng ta cùng nhau chia sẻ hợp tác với nhau thôi. Đóng phí từng niên, em tính đóng phí từng niên. Anh chị thấy ok thì sẽ làm cái nhóm đó, chắc khoảng 10 người thôi. Broker chơi với nhau cũng được, một nhóm như thế cùng nhau trực tiếp với nhau là chia sẻ cái kinh nghiệm phân tích cái này kia. Rồi đang giao dịch gửi công ty chứng khoán nào cũng không quan trọng, không quan trọng lắm. Không cần nhất thiết là phải về bên em thì sẽ trực tiếp như thế này. Còn cái mà các chuyên đề hàng ngày buổi sáng thì em vẫn làm, nhưng mà em sẽ không tư vấn cổ phiếu nào nữa, bởi vì em phát hiện ra là tư vấn cổ phiếu á, thì có nhiều nhóm nhiều đội á, nó ảnh hưởng lắm, nghe nhiều quá. Mà bởi vì cái video của em lên tới, có những video lên tới 4.000 người xem nghe rồi, thì nó sẽ bị nhiều thông tin. Nó nhiều thông tin thì nó dẫn đến câu chuyện là không có cái giá trị sử dụng của cái việc đó, cái tư vấn đó nữa. Nên là chỉ là những cái video mà public á, tức là video công khai á, thì sẽ là những cái kiến thức cơ bản với lại thị trường chung thôi. Còn đi vào chi tiết từng cổ phiếu nào á, mua con nào bán con nào như nào, cắt lỗ cắt lời chốt lời như nào á, thì sẽ làm cái nhóm nhỏ hàng tuần thì thứ bảy có thể gặp nhau, hoặc không thì đóng phí từng niên đấy, thì nó sẽ tốt hơn. Đây Hòa Phát này, nhìn vào tuần này, em quay lại Hòa Phát nhé, nhìn vào ngày này. Tại sao hôm bữa em cứ nói với anh chị là nó có cái vụ đây này, cái đường màu tím này là 43 á, thì lần đầu tiên khi mà chu kỳ suy giảm của Hòa Phát này, nó xuống này, nó gặp mây thì mây nó giữ này, nó nằm trong mây giữ này. Hòa Phát nó mạnh nhưng là nó không xuống sâu, nó chỉ bém mây thôi, bém mây này. Lần đầu tiên á là nó lao lại, nó hồi lại là vào ngày 5/12 á, nó chạm cái vùng 43, sau nó thấp, nó không đủ sức để nó vượt qua cái vùng kháng cự này, nó giảm lại thì giảm lại, nó tích lũy, có một khoảng tích lũy. Sau đấy nó đây này, cái đợt này em nghĩ là lần thứ ba thì nó mới vượt, em nghĩ cái chỗ này 43 nó không vượt, nhưng nó vượt luôn, vì nó vượt luôn nên nó lại giảm lại tích lũy thêm 4 phiên nữa. Đây giảm lại tích lũy 4 phiên nữa và nó tăng lên. Thì cái phiên ngày hôm qua á, anh chị phải nên nhớ là ngày hôm qua á, nó bị một cái lỗi, đó là do cái đại hội cổ đông của Hoa Sen,
đâu có đông hoa sen, đưa ra những cái thông tin gửi dẫn đến hoa sen bị bán xối xả thì Hòa Phát nó bị ảnh hưởng. Nhưng em cho rằng cái vùng hỗ trợ 43 này là ok, không bị gì hết. Anh chị xem xét vùng 43 này, nếu ok ổn thì Hòa Phát tiếp tục sẽ đi lên nữa. Hôm nay em nói riêng Hòa Phát là nói chung như này thôi, nhưng mai mốt em không nói chung như này nữa. Bởi vì nói như thế này á, nhiều người nghe quá, nhiều người xem quá thì nó sẽ không còn đúng nữa, nó không thể đúng được. Bởi vì các cái nhóm best sell của các công ty chứng khoán cũng nghe em nói, rồi sau đấy về họ làm, họ không có, tức là ở thị trường chứng khoán là không có hay nghe nhau, không có tức là hay cứ thích làm ngược, mà làm ngược thì nó sẽ sai về mặt tư vấn của em đi, nên em không làm thế nữa, nên sẽ làm cái nhóm nhỏ đóng phí 200.000 một tháng. Sau này là làm ăn hiệu quả thì sẽ đóng phí nhiều hơn. Cuối tuần thì sẽ gặp nhau ở cái quán cà phê này, 152 người miền Trung chứ nhá, 152 á. Quán này đẹp, buổi sáng có video em quay về cái quán này rồi. Thì Hòa Phát này á thì khả năng em chỉ tư vấn lần này nữa là thế, thì khả năng là nó về đến 43 này. Nếu mà anh chị quan sát nó giữ được vùng 43 này thì tiếp tục nó đi lên tiếp. Nó bị ảnh hưởng cái nến đỏ này này, là hôm qua là bị thằng hoa sen nó bán xối xả, vì hội đại hội cổ đông có cái tin gì đó em chưa cập nhật. Như cái nến Hakenashi này, bỏ hết nữa Hakenashi vào thì nó xuất hiện một cái nến đỏ, một cái nến đỏ suy yếu. Một cái nến đỏ suy yếu này để nó chạm lại cái vùng Tenkan á thì nó lại hồi lại, nên cũng chưa có gì là nếu đang có hàng thì chưa có gì phải vội vàng. Để xem xét xem là tiếp theo, nến tiếp theo của nó có phải là nến đỏ không, và đỏ mạnh không, và vùng 43 này hỗ trợ có tốt không. Nếu tốt thì không vấn đề, cứ giữ nó lên, còn sẽ lên tiếp. Còn nếu nó hỗ trợ cái vùng 43 này nó phá, bởi vì Hòa Phát này không có đội lái nào lái được hết, bởi vì nó khối lượng nó khớp nhiều lắm, nó mạnh lắm, nên là không dễ lái đâu. Nên là, nhưng mà nhìn vào kỹ thuật phân tích Hòa Phát nó sẽ chuẩn. Đây, nó về 43, nếu nó giữ được anh chị tiếp tục giữ, còn chưa có hàng thì sẽ mua vào vùng cái vùng này nếu nó giữ tốt. Còn nếu nó phá suy, nó tạo ra một nến đỏ sâu và suy yếu phá vùng 43 này, nó tạo ra một cái nến hàng Kenichi mà phá 43 này thì anh chị cắt ra. Bởi vì rất nhiều anh chị mua được vùng dưới này lời này, 40-41 lời. Em biết, em tư vấn Hòa Phát, em biết khách hàng em mua lời ở dưới này thì không vội, để không bị bán sớm á thì chờ đi 343 thì bán. Đây này, phải là nến Hakenashi nha, 343 thì bán, tạo ra hai nến đỏ bán thì nó sẽ đi vào chu kỳ suy giảm, còn nếu không tiếp tục nó sẽ đi tăng tiếp. Nên là mình không có chắc chắn điều gì thì mình cứ xem các cái vùng hỗ trợ anh đấy. Trẻ thành với nhóm riêng á, em đọc cái trên này thì có mà anh chị nào đó cũng có ý em là nên như thế. Không tư vấn trên diễn đàn nữa, em không tư vấn cổ phiếu trên diễn đàn nữa, bởi vì trên các cái livestream mà công khai này nữa, bởi vì 4-5 ngàn người xem thì các cái đội nhóm mà nó có hàng đống tiền, nó có những nhóm á, em biết có những nhóm á, NAV của nó 300 tỷ đó anh chị, thì nó đập cho te tua luôn á, Vinamilk nó còn đập được chi ở đó mà. Nên là em không tư vấn trên diễn đàn bằng cái việc tư vấn cổ phiếu nữa. Em chỉ nói chung chung thôi, những cái thứ mà em nói đây chỉ là mang tính chất tham khảo thôi, không có khuyến nghị mua bán, cũng không có khuyến nghị là đúng sai. Còn mai mốt mà tư vấn trực tiếp hơn á thì sẽ tốt hơn, em thấy như thế tốt hơn. Nó mang tính chất là liên quan đến kinh doanh, và có thể anh chị sẽ chia sẻ những cổ phiếu anh chị đang nắm giữ lỗ hay lời, em sẽ tư vấn cho chi tiết hơn. Thì có đóng phí như thế thì khỏi bất công. Em phải mời anh chị về công ty em làm khách hàng này kia, nó phức tạp lắm, em cũng không cần là về công ty nhiều làm gì nữa. Nói chung là cái đó thì không khe lắm. Em muốn cung cấp thông tin như thế, những cái video mà theo cái kiểu mà kiến thức á thì vẫn là công khai, như những cái video mang tính chất tư vấn về cổ phiếu á thì không có bài toán chung nữa cho mọi người, mà chỉ có bài toán riêng cho một số người thôi, thì như thế nó mới đúng được, mới trúng được. Chứ còn làm bài toán chung cho tất cả mọi người thì em thấy nó hay bị lỗi bởi vì vì nhiều lý do lắm. Nhưng mà Hòa Phát anh chị, mai mốt em hướng dẫn tìm về cái ý chí rất là hay. Hòa Phát em vẫn kỳ vọng là lên nữa chứ không giảm được. 43 là nó sẽ giữ lên tiếp. Mà theo kinh nghiệm của em về Hòa Phát nữa thì thôi em nói nhiều nữa, nói cái này chung quá, nói cái này là diễn đàn này ai cũng nghe cũng nó. Thì bây giờ em xin mọi người là chia sẻ cho em đi, ai chia sẻ thì tối nay em sẽ gửi cái danh sách 70 cổ phiếu mà em tập hợp là những cổ phiếu tốt á, em là đang cập nhật gần xong rồi, em gửi trước. Em nhìn thấy những người nào mà ấn cái link này chia sẻ trên tường hay chia sẻ trên nhóm á, em sẽ gửi cho người đó trước. Gửi qua Facebook được, gửi qua Facebook tốt, gửi qua Facebook file, một cái file Excel tốt lắm, em gửi cho mấy người rồi. Em gửi cái báo cáo công ty em cũng thế, bên em có cái báo cáo vĩ mô năm 2017 là có rồi,
còn báo cáo ngành thì sắp tới sẽ có, em sẽ gửi, em sẽ gửi, em sẽ chăm sóc các anh chị khắp mọi nơi luôn, không thành vấn đề. Like và chia sẻ đi, em sẽ gửi sớm cho những người nào mà chia sẻ, cứ người nào chia sẻ cái link đi nhiều người, số lượng người xem nhiều, những cái kiến thức á, em muốn là kiến thức cho mọi người thật là rộng rãi vào. Còn cái mà đánh đấm mà kiếm tiền á thì lại là gói gọn lại, nó mới riêng được một số người kiếm được tiền, chứ không có bài toán chung cho tất cả mọi người. Em rút kinh nghiệm một cái số cái em công khai là y rằng các đội nhóm lớn nó đánh như em dập mặt luôn. Em bị lỗi mất ngày xưa có một con Vinamilk này, rồi lỗi mất mấy con là do các đội nhóm nó không ưng theo cách của em nói là nó dập. Em không chơi cái cách đó nữa, em sẽ làm nhóm 20 người cùng nhau kiếm ăn. Và chúng ta làm cái nhóm như trên hữu cái này á, nó tiện ở chỗ là gì anh chị biết không, ở đâu cũng có thể gặp, cũng có thể nói chuyện với nhau được, chia sẻ với nhau được, thông tin. Em cũng có nhiều nhóm Sky, rồi cũng có nhiều tin tức, nhiều mail gửi của các công ty lớn. Chung là thực ra thì tin tức trên thị trường này em nắm khá là nhiều, em sẽ chia sẻ trên cái trực tiếp đó. Và những cái tin nhạy cảm trong cái nhóm nhỏ thì nói được hơn, chứ không nói chung chung này, nói chung này không nói được đâu, nói này nguy hiểm lắm. Em sẽ xét thành là một nhóm bạn mà gọi là bạn chơi chứng khoán, sau đấy em trực tiếp thì chỉ những người đó xem được thôi. Em cũng trực tiếp như thế này luôn, nhưng mà chỉ những người đó xem được rồi thì nó sẽ chuẩn hơn, và trong giờ giao dịch luôn, trực tiếp trong giờ giao dịch luôn, để mua để bán luôn. Còn buổi sáng thì vẫn làm những chuyên đề nói chuyện cho vui, nói chuyện cho vui, rồi chia sẻ kinh nghiệm. Như thế thì nếu như em nhiều kiến thức á, nói chuyện với anh chị lâu ngày trong nhóm á, thì anh chị cũng sẽ bằng em ạ, sẽ làm được giống em và cũng kiếm được, nó khả năng khá suất cao là sẽ kiếm được tiền. Khi kiếm được tiền xong thì lại ý tưởng cũng vui lắm. Anh chị nào kiếm được tiền thì làm mệnh thường quân, đóng phí thường niên cho một số em là sinh viên, để cho các em nó vào làm sinh viên đó, vào tham khảo ý kiến. Sau này nếu mà cái quỹ của nhóm nhiều á, ta tổ chức đi tình nguyện. Em cũng thích cái đó, đi tình nguyện, đi vùng cao, hay là đi vùng bão lụt hay là thiên tai. Thì ý tưởng của em về lâu dài là như thế. Còn ngắn á thì sẽ là trước mắt là lấy tiền để mà chi trả cà phê, gặp nhau cuối tuần. Gặp nhau cuối tuần thì sẽ tốt hơn. Đó là cách, em còn nhiều thứ để chia sẻ lắm, nhưng mà chưa từ từng bước một. Em sẽ làm đủ 200 video những kiến thức. Em sẽ hứa sẽ với anh chị là em sẽ làm đủ 200 video. Mà em đăng lại mỗi video như này, em sẽ đăng lại trên YouTube. Đủ 200 video chia sẻ tất cả tất các kiến thức về chứng khoán luôn, trên YouTube luôn. Cho anh chị để thay đổi cái tư duy về mặt tài chính đi. Không, nó nhiều cái em thấy nó nhiều anh chị đầu tư nhưng mà thấy kiến thức cũng không phải chê, nhưng mà nhiều người kiến thức còn chưa có nó lắm, làm thành thử ra nó cũng hay bị mất tiền. Đó là một. Thứ hai nữa thế này này, các kiến thức nền á, cái kiến thức nền á nên nắm cơ bản, thì sau này không còn là khoảng tầm 1,5 triệu nhà đầu tư chứng khoán nữa. Dân mình 90 triệu dân mà bây giờ có 1,5 triệu thôi, tức là chưa chiếm đến 80% luôn. Thị trường chứng khoán thế giới á là đến 80% là dân người ta không muốn gửi tiền, bởi vì tiền gửi tiết kiệm bằng gần như là bằng không. Người ta đầu tư chứng khoán hết à, người ta mua doanh nghiệp và mua bán doanh nghiệp, như vậy mua bán doanh nghiệp tức là mua đầu tư doanh nghiệp thì mới thúc đẩy các doanh nghiệp nó có vốn để làm ăn dài hạn được, chứ gửi qua ngân hàng thì lại qua một bước trung gian nữa là qua ngân hàng nó xén mất một mớ nữa. Rồi có khi nhiều khi á nó không trực tiếp được, không trực tiếp anh chị đem cho doanh nghiệp làm ăn thúc đẩy nền kinh tế, mà qua ngân hàng thì lại nợ xấu rồi lợi ích nhóm này kia, rồi làm cho tiền của anh chị đấy tái cấu trúc năm vừa rồi đến ngân hàng đấy, nó loạn hết cả lên. Thì cuối cùng là những cái điểm mà anh chị cần đưa tiền đến để hỗ trợ kinh doanh, phát triển nền kinh tế, phát triển xã hội thì không đưa vào, toàn những cái chỗ đầu á, vừa là thiệt hại cho nền kinh tế mà lại cũng không thúc đẩy nền kinh tế phát triển được. Thế đó là lý do tại sao mà thành lập ra cái thị trường chứng khoán trên toàn cầu là như vậy. Đấy gì, đấy là cái tác động qua lại, em nói tiền thì em nói luôn, cái tác động qua lại giữa thị trường chứng khoán và doanh nghiệp, rồi doanh nghiệp lại chuyển ngược lại tác động thị trường chứng khoán, rồi tác động đến kinh tế, phát triển kinh tế. Doanh nghiệp phát triển tốt thì huy động vốn lên thị trường chứng khoán tốt, ngược lại giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tăng tốt thì việc cho doanh nghiệp muốn huy động vốn chung dài hạn tốt, hai cái đó nó sẽ tạo ra cái dòng tiền để cho doanh nghiệp phát triển, và chính doanh nghiệp phát triển đóng thuế thì phát triển đất nước, phát triển xã hội. Còn cái chuyện mà chỉ có ở cái đất nước mình là gọi là cái đại sứ sở thiên đường
thì toàn bộ tiền mới đổ vào vàng đem mua cất ống với lại vào gửi vào ngân hàng. Còn ở những cái xứ sở khác á, người ta không dùng tiền mặt để thanh toán là một. Thứ hai là người ta ít gửi ngân hàng bởi vì lãi suất ở ngân hàng là rất là thấp. Cái thứ ba nữa là người ta biết, người ta thông minh, người ta nghĩ, người ta tức là không phải là thông minh mà ý là người ta có cái tư duy là lấy tiền để đầu tư vào các doanh nghiệp, thì các doanh nghiệp của họ mới được cái sự hỗ trợ của dân chúng về việc là mua cổ phần để là phát triển kinh doanh, từ đó mới tạo ra những cái tập đoàn lớn có cái lịch sử hình thành và phát triển hàng mấy chục năm hoặc có khi hàng trăm năm. Còn ở Việt Nam mình nhớ doanh nghiệp phát triển 30 năm là kinh lắm rồi, mà toàn tập đoàn nhà nước không ạ, doanh nghiệp tư nhân không có, nhưng cổ phần không có. Mà nhà nước thì không phải chê, này nó thật chưa hiệu quả thì cũng chỉ chính vì chưa hiệu quả nên những mấy năm gần đây chúng ta mới cổ phần hóa, chúng ta mới giao những việc chỉ tư nhân làm tốt thì giao cho tư nhân làm, doanh nghiệp nhà nước thì giải tán bớt đi. Hành chính nhà nước cũng thế. Bây giờ sếp Phúc có nói đây, anh chị nhớ sếp Phúc nói không, 30% cán bộ công chức nhà nước không có cũng được, tức là sáng cấp vô đi tôi cấp về, sếp Phúc nói luôn, thủ tướng nói, thủ tướng người Phúc nói vậy. Vì vậy nên là cái tính hiệu quả nó thấp quá, thì đã là công chức nhà nước thì nó có nhiều yếu tố mà nó ảnh hưởng, nên thành thử ra là doanh nghiệp nhà nước thì lại càng không hiệu quả, vì lại bây giờ cứ tư nhân hóa cho họ, nên là cái vai trò cái thị trường chứng khoán nó là quan trọng như thế. Anh chị phải hiểu như thế, hiểu được cái chuyện đó rồi thì chúng ta mới thấy được cái vai trò của kênh huy động vốn dài hạn. Chứ nhiều khi cứ nghĩ thị trường chứng khoán bởi vì do nhiều yếu tố mà quản lý không tốt á, dẫn đến câu chuyện đầu cơ đổi lãi á, dẫn đến cái thị trường chứng khoán lúc nào trong tư duy của tất cả mọi người đều nó là một cái kênh bạc, nói thẳng ra là nó là kênh bạc được công khai hóa. Nhưng thực tế bây giờ nó không còn là như vậy nữa, bây giờ nó đã chiếm tới 80 tỷ đô la Mỹ một năm, bằng khoảng tầm 70% đến 80% GDP của toàn xã hội rồi. Thì tác động của nó đến cái kênh huy động vốn dài hạn trái phiếu cũng là thị trường chứng khoán này, phát hành trái phiếu cũng là nằm trên thị trường chứng khoán như đâu. Rồi sau này có cái gọi là cái hàng hóa về gọi là chuẩn bị đang làm cái dự thảo về cái việc mà giao dịch kỳ hạn ấy, thì hàng hóa cũng sẽ đưa lên thị trường chứng khoán nữa, thì cà phê, điều, hồ tiêu, nông nghiệp cũng đưa lên thị trường giao dịch, thì nó quan trọng lắm chứ. Em thì em mong muốn là đi sớm một bước là cung cấp những cái thông tin kiến thức cả về các cái việc kiếm ăn hàng ngày cũng như là cái kiến thức nền cho tất cả mọi người cùng biết cùng hiểu. Dân nào đã tham gia cái món này là em thấy 2016 nha 17 em đảm bảo là kiếm ăn được, em nhìn thấy cái cửa kiếm ăn tốt. Thôi em test cái chương trình đến đây thôi, có gì thì hẹn gặp anh chị ở một cái chương trình khác, một cái video khác. Video này là video thứ 23 của em rồi đấy, em đã làm được 23 video rồi. Anh chị mà nếu mà nó điều thì cứ xem lại các video trước, kiến thức của em cung cấp nhiều lắm, nhiều thứ lắm, nhiều thứ em biết em hiểu em chia sẻ lắm, cứ xem lại để không có sai. Ở trong YouTube đó, em có đăng cái link mà cái YouTube đó, mà anh chị tìm nha thì vào Google tìm cho em từ trực tiếp chứng khoán, sau đấy tìm theo video á thì sẽ ra em rồi à, ra cái mặt em chạy ấy đó, nhiều lắm, 20 cái video, đến video này là video thứ 23 rồi. Cứ tìm lại xem lại những cái thứ em đưa cung cấp cho trong mỗi ngày, thì những ngày sau thì nó hay hơn những ngày trước bởi vì em có kinh nghiệm làm hơn. Mấy video mà 17, 18, 19, 20 á ở trên YouTube á, anh chị xem sẽ có chất lượng hơn những video trước, sẽ tốt hơn. Còn bây giờ em đang học, hôm qua em ngồi em học cái kỹ thuật, cái này em không phải dân tin học, học kỹ thuật để quay được cái màn hình cho anh chị xem, quay được cái màn hình để mai mốt em hướng dẫn anh chị trên cái màn hình này, nó mới chất lượng. Rồi em còn làm nhiều thứ lắm, còn nhiều thứ lắm. Anh chị ngày xưa em còn lập cả một cái diễn đàn này là của em này, nó là với anh chị này, diễn đàn này, đây này, phim á, diễn đàn là diễn đàn chứng khoán của em làm luôn, em cho thằng em rồi, em chán quá em cho nó luôn rồi đó, em cho cái trang này. Nhưng trang này của em nếu anh chị search cái từ diễn đàn chứng khoán trên Google á thì nó đứng thứ hai sau F39. Em định tính lật thằng F39 nhưng mà lật không được, nó mạnh quá, em lật không nổi. Nên là cái trang diễn đàn chứng khoán .vn này, cái phim.vn này này là của em làm, nhưng có ai hết á, em là người sáng lập ra cái này và em làm, sau đó em cho thằng em luôn á. Ngày xưa em có còn một cái trang nữa là trang thói quen tốt á, em viết rất là nhiều bài trên thói quen tốt, em có tận 400 bài viết trên thói quen tốt á, thói quen tốt .vn á, nhưng mà em không dám, có em vứt luôn á. Còn có một giai đoạn á, em còn làm YouTube á, em làm quảng cáo luôn, em ăn tiền quảng cáo của Google luôn, nhưng mà em thấy ăn không ăn thua, mỗi tháng nó cho em chưa đến 500 đô, em không làm nữa, chán.
YouTube á, ăn tiền quảng cáo á. Nên là những người bạn nào mà làm tin học, làm cái món mà bảo là kiếm tiền như YouTube ở Việt Nam dễ á, đứa nào nói vậy với lại mấy cái bạn trẻ á, vã mồm đó ạ, không dễ ăn đâu, không nghe dễ một chút nào hết á, không nghe dễ ăn một chút nào hết á. Nói phép thôi, bởi vì sao? Bởi vì cái món này thì lúc khác em chia sẻ với anh chị, nhưng mà nói chung nghề gì em làm, gọi làm sale thì em cũng làm nhiều, nhưng mà cái món đặc biệt là cái món internet này, em đã làm hết rồi, em làm qua hết tất cả các món, làm YouTube em làm được khoảng tầm 70 cái YouTube, nhưng mà nó ít quá, nó trả có tháng có mỗi mấy thì mấy chục đô, vì có khi có tháng có được có nhiều nhất là 500 đô không làm nữa, trả nhiều nhất là 500 đô một tháng không làm nữa. Còn á, cái trên Facebook á, em đây này, em có một đống các cái nhóm này, câu lạc bộ tư vấn chứng khoán là của em, hiện tại nó có đến 8.000 người like rồi á, diễn đàn chứng khoán là của em. Còn cái phim đây này cũng là của em, đây này chị nhìn thấy này, trading day cũng là của em luôn. Có cần tốt ngày xưa em làm cái trang web này, này nó cũng có cái nhóm này này, cũng của em luôn. Ngày xưa em làm đá nhân tạo, có đá nhân tạo này, còn có cả chân ga gối đệm mày, nhiều thứ lắm. Nhưng mà bây giờ đừng bỏ cuộc, em cũng làm luôn, nhiều thứ em làm đủ á. Nên là anh chị yên tâm, cái món về internet thì em cũng biết, em biết sơ sơ. Còn về chứng khoán thì thôi khỏi, anh chị cứ yên tâm, những cái gì mà anh chị chưa biết đã hỏi em sẽ nếu mà không bận đó em sẽ trả lời anh chị hết. Cảm ơn anh chị đã xem video của em nhá. Em dừng trực tiếp ở đây rồi.